đều đến với rap thì tao vẫn chỉ là người bình thường. Tôi cô lập mình chút căn phòng vẫn không một thằng bạn chẳng một tình thương. Tôi bắt đầu đọc bút và nghĩ về câu giai điệu lên lạc. Tao viết ngược ngoài cắm đầu thu âm chẳng biết là nhạc càng thu càng nặng cảm thấy mệt nhạt. Lấy câu từ làm bạn sẵn sàng mạng ghi âm là uống công giới hạn liệt thẳng hàng lý tâm là nhạc viết. Quá đáng sắc mũi nhọn khi đâm, dù có ai khi chơi phê phán cũng đéo bao giờ quan tâm. Mọi người tục sống này bước ra, có người phía sau bên trước ta, người chạy thật nhanh người lướt qua có bao giờ ta thấy thật thiết tha. Người quét dầu sang lên từ nước da, quần áo trong phút mùi nước hoa, đừng thôi mơ ước ha, phút mình đi cuộc sống với ta hát ca. Tụi mày rap là ta phất một sức lực trong tay khiến âm giác, còn nếu giờ so về tốc độ không thể ngăn bằng về thăng pháp. Chân đáp xuống mặt rất cảm giác thật nhất vẫn là sánh vai cùng huynh để mà thấy những bạn thử đấy nhưng lại tự cháy một cách thật tinh nhuệ. Trong khu tôi sống khi mày thích tao có cố gắng này Robin Hood. Cái sự đưa mày vô hàng, ghét tao không khôn ngoan, nhà mày không an toàn. Bia cùng với rượu như khánh nhỏ anh em tao ngang hàng. Motherfucker không quen, motherfucker không quen, motherfucker không quen, motherfucker không quen, motherfucker, motherfucker, motherfucker không quen. Mày là ghét happy sân sao, nhất là khi baby tao đi công chức đàng hoàng. Còn mày phải đi sân sao, xen vào giữa mày bà rap như tình tay ba. Thằng của mày đã hết như là người mây gian. Việc chất xám mày ra một hit thì mày ra mày thắng. Còn tay da đôi thịt đỡ công la rồi mắng. May mắn sẽ được người đời tán dương. Lâu thằng cu ngọt ngào quá khiến tụi kia thành ngán đường. Đỉnh điểm của sự nổi tiếng là có đám fame theo hùa. Đám mà nấu xanh nước của tụi mày đang thấy có cả không nói về mùa. Lũ hay đời khéo đùa nên miếng gia vị thịt xào chua. Xương hùng xương bá rất Cần Thơ tao nghĩ mà nấp ba sao chùa. Để tao đưa mày xuống quận 5 mà đó là nơi khu tao sống. Năm thanh nữ tú chạy xe với hàng ngồi luôn ở bên trong. Cẩn thận với cách mày sống và cẩn thận khi mày chạy rong. Bởi vì tao đã thấy được cảnh 15 thằng đại một thằng tay không. Sao hồi trước mẹ mày nuôi không dùng muối, bây giờ mày đi mày ghẹo mày chọc cho giận ông trùm cuối. Chắc này thì mời mày đỡ mày biết bây giờ tao thấp tay nhen. Vậy còn chính trị tiền cọc chừng nào mới chuyển cho Hưng đây bạn. Sài Gòn còn đẹp vào năm 1995, Sài Gòn còn đẹp hồi năm 1993, Sài Gòn còn đẹp hồi năm 1992. Sài Gòn hết đẹp khi mà ông bà già nhà mày tính sai.